Các bạn, nay ngày 27 tháng 9 năm 2024, shop Hằng My xin giới thiệu bánh cặp bánh Rovai, khung bánh carbon, cầm lá hẹ. Bánh Rovai, bánh trước là 20, bánh sau là 24 cây căm, cầm lá hẹ, niền không gờ. Giá cặp này đang được bán với giá là 6.650.000. 6.650.000 nha các bạn nha. Bánh rất tốt. Cặp này là hôm bữa là bán 8.500.000, nay công ty nó giảm giá còn 6.650. Đó, bánh rồ vai. Cối nè, cối Shimano. Cối này sử dụng cho clip 7, clip 8, clip 9, clip 10, clip 11, clip 12 và thậm chí clip 13 luôn, xài vẫn được nha các bạn nha. Bánh rồ vai. Cối Shimano. Giá cặp này là 6.650.000. Giá đang khuyến mãi. Hết chương trình khuyến mãi, quay về giá 8.500.000 nha các bạn nha. Nhanh tay, còn chậm tay thì hết. Bánh này là niền carbon, niền cao 5 phân. Căm là căm lá hẹ, căm bản lớn nè. Căm bản lớn, bản bự. Thanh ơi, lấy cái cân ra Thanh ơi. Niền carbon 5 phân, căm bản lớn. Có một miếng canh cho các bạn nè. Đó, cối. Và cái này dùng ti bật tháo mở nhanh. Khi mua bánh á, cái này em quay xe nào, bánh này em cũng quay 1 chục lần á, mà mua các bạn đều hỏi 1 chục lần á. Hai cây ti, có hai cây ti, bốn cục gom, hai cây căm nha các bạn nha. Hai cây ti, bốn cục gom, hai cây căm và hai đầu nối van. Giá cặp này là 6.650.000. Bánh Rovai. Rovai. Đùm nhôm, căm lá hẹ. Bánh bạc đạn. Đồ chớn ổn định, giá bình dân. Giá cặp này là 6.650.000, căm lá hẹ, căm đầu thẳng, ấy căm đầu móc, căm đầu móc, chân căm ngoài, niền carbon 5 phân, này sử dụng vỏ ruột rời. Vỏ ruột rời nha các bạn nha. Địa chỉ mua bánh đây. 184/8 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp nha các bạn nha. Số điện thoại mua bánh 0937009995. Rồi Thanh cân giùm cái nào. Bánh rồ vai, vỏ ruột rời, giá cặp này là 6.650.000. Giá đang khuyến mãi nha các bạn nha. Hết chương trình khuyến mãi, quay về giá 8.500.000. Các bạn nhanh tay, còn chậm tay hết. Trọng lượng cặp bánh này thì như sau. Để em sẽ cân cho các anh chị xem luôn. Giá chỉ có 6.650.000. Giá đang khuyến mãi cực kỳ tốt luôn nha các bạn nha. Bánh rồ vai, trọng lượng là 1kg 660, 1kg 660 đó. Thì theo bánh gồm có hai cây ti, bốn cục gom, hai cây căm nha các bạn nha, và hai cái đồ nối van. Nhưng mà đồ nối van đa phần người ta không xài không, mà thì mình cứ để cho bạn luôn. Thì có một miếng canh, miếng canh này dành cho những cái, miếng canh này mình cũng đọc nhiều lắm nè. Có nhiều người mua, anh ơi em clip 10 nhớ cho em miếng canh. Cái miếng canh này theo bánh của các bạn mình không có cho. Cái này theo của bạn không có cho, cho là mình phải bỏ tiền túi ra mua thêm mới gọi là cho. Cái này là theo bánh nha các bạn nha. Nên các bạn không cần phải nói là anh ơi nhớ cho, không có cần phải cho, nó theo bánh là có rồi. Giá cặp này là 6.650.000. Tem này tem in các bạn, tem in Rover, Rovai. Nền cao 5 phân, căm lá hẹ nha các bạn nha. Bánh carbon, nền cao 5 phân, căm lá hẹ. Chân căm nằm ngoài, dễ dàng thay thế và rút căm. Giá cặp này là 6.650.000 bao ship. Đây địa chỉ mua hàng. Cũng quay địa chỉ nhiều vậy, nhưng mà các bạn cũng sẽ anh ơi địa chỉ ở đâu, mình cũng biết sao, anh ơi giá bán như sao, giá em đọc 6.650. Mấy anh chị thấy, mấy anh chị mới gọi điện mua, mà anh chị cứ hỏi giá hoài. Đó, đây địa chỉ nhà, số điện thoại đây. Rồi, theo bánh có gì, em đọc lại một lần nữa nha. Các bạn lại nói, ủa sao đọc đi đọc lại hoài ta. Nhưng mà mình đọc lại vậy mà các bạn cũng hỏi. Theo bánh là có hai cây ti, hai cây căm, bốn cục gom và hai cái đầu nối van nha các bạn nha. Và có cái thùng giấy nữa, có thùng giấy để đóng. Cái đó là theo. Và cái miếng canh này nó cũng là theo luôn, chứ không có cho. Khi các bạn mua là nó sẽ có theo cho các bạn như vậy. Thì bảo hành như sau. Niền em bảo hành 2 năm, căm đùm. Mà căm đùm bạc đạn không bảo hành nha các bạn nha. Căm thì em sẽ hỗ trợ rút cho các bạn thôi. Màu sắc nước sơn của bánh và căm đùm là không bảo hành. Các bạn chạy thời gian, anh ơi sao cũ quá, mới chạy có 1 năm, 1 năm rưỡi nó cũ. Anh ơi sao mới chạy thời gian cái căm nó cũ quá.
thì nó cũ hay không cũ do sự bảo quản của các bạn, do các bạn bảo quản và lau chùi và vệ sinh của đồ, chứ bây giờ các bạn kêu nó cũ mình cũng biết làm sao nha các bạn nha, do mình kỹ hay không kỹ thôi, chứ giờ bánh mà xài thời gian sao nó cũ à, nó không hư mà nó cũ thì giờ em cũng đâu biết sao cho mới đâu. Bánh này là 6.650.000 nha các bạn nha, vỏ ruột rời, sử dụng vỏ ruột rời, bánh này sử dụng vỏ ruột rời nha các bạn nha, để em lấy cái vỏ cái ruột ra minh chứng cho các bạn, và không có cho vỏ ruột nha các bạn nha, vỏ ruột rời em để vỏ ruột đó, các bạn hỏi mua bánh có cho vỏ ruột không, nói trước là không có cho vỏ ruột. Khái niệm của từ bánh xe nó chỉ có căm đùm niền nha các bạn nha, căm đùm niền rồi thôi, chứ không có cho vỏ ruột rời là gì. Đây gọi là vỏ ruột rời, là có nghĩa là cái vỏ dục đây được nè, ruột là vậy nè, đó cái ruột rời đó gọi là vỏ ruột rời nha các bạn nha, cái ruột nằm đây, cái vỏ nằm đây gọi là vỏ ruột rời. Đây vỏ ruột rời và bánh này sử dụng vỏ ruột rời. Rồi rồi các bạn sẽ hỏi vỏ ruột liền là nào, đây để em lấy vỏ ruột liền cho các anh chị coi luôn. Đây gọi là vỏ ruột liền và cái bánh đó nó không có gắn được cái vỏ này, không gắn được nha các bạn, là chữ ít là không gắn được các bạn, là không có xài được, gắn vô xài không có được, là không có xài được cái vỏ này. Mua vỏ này chỉ có dục thùng rác, đây cái thùng rác, thí dụ cái thùng rác đi, thí dụ này mua, nếu mà các bạn mua niền đó, các bạn mua vỏ này các bạn chỉ dục vô thùng rác, dục vô thùng rác đó, mình minh chứng luôn nha các bạn nha. Đó, nếu các bạn mua vỏ ruột liền vậy nè, về nhà ý định là gắn vô đó, không gắn không được, chỉ dục này vô thùng rác, hoặc là vậy nè, các bạn mua cái này về không, các bạn định gắn đó không, mà gắn không được các bạn dục cái cặp bánh vô thùng rác luôn, dục cặp bánh vô thùng rác, mua cái cặp niền khác gắn để gắn cái vỏ ruột này. Cái vỏ ruột này á, là nó gọi là vỏ ruột liền, vỏ ruột liền là sử dụng bánh khác, còn cái bánh này là sử dụng vỏ ruột rời đó. Em ví dụ minh chứng vậy luôn cho các bạn nha, chứ không thôi tí các bạn hỏi ủa này vỏ ruột gì nữa cũng không biết, trả lời ghét gối luôn các bạn đó. Nên này là vỏ ruột liền nè, vỏ ruột liền thì không xài được cho bánh đó nha. Thế nào cũng có người hỏi bánh rồ vai này sử dụng vỏ ruột gì à, đó em quay em đọc rõ vậy luôn, địa chỉ cũng có rồi nè, đó địa chỉ nhà nha các bạn nha, địa chỉ nha. Bánh này carbon, niền cao mấy phân, niền cao 5 phân, bánh trước bao nhiêu cam, bánh trước 20 cây cam, bánh sau là 24 cây cam, bánh trước bánh sau dùng ti bật tháo mở nhanh nha, chứ không phải chục bút nha các anh chị nha, chục ti, tại này thắng gom, này là thắng gom chứ không phải thắng đĩa, quên này nãy giờ quên đọc nè, đó thêm chữ tí nữa hỏi thắng đĩa thắng gom, này là thắng gom, thắng đĩa em không có, thắng đĩa không có cái loại này thắng đĩa có không, dạ không có. Và đây là thắng gom ti nhỏ, thắng gom là sử dụng ti nhỏ, thắng đĩa mới dùng cái chục ti bự, chỉ có thắng đĩa mới có cái chục ti bự thôi, và cái chục ti đó là nó theo khung chứ không phải theo bánh nha các bạn nha. Cái này là thắng gom. Rồi chào các bạn, chúc các bạn một buổi sáng trưa chiều tối thật sự vui vẻ. Không xài được cái vỏ này nha các bạn nha, không xài được thôi, dục đi, dục thùng rác đó để từ mai ai lấy vỏ mới các bạn đó, dục để từ ai rảnh thì ghé lấy nha.